Lê anh em, hôm nay chủ nhật nên rảnh rỗi tí cũng kiếm game mà chơi. Cũng lâu rồi không có chơi game gì hết. Nên bây giờ cũng không biết chơi cái gì, cũng đang mò mò. Coi có game nào lạ lạ mà chưa chơi không? Thì đây con game giải đố á. Họ cũng ra mắt con bản mới nè, còn đang dưới này thì tôi cũng mua rồi luôn. Đây như là con game thẻ bài. Con game này là của một thanh niên làm việc cho studio lớn á, thì sau này anh ấy tách ra là tự làm một con game như thế này trong khoảng thời gian 3 đến 5 năm luôn, thì cũng mua ủng hộ chứ chưa có chơi, để đến đây thôi. Đây như có một con game giải đố nè, nhìn cái đồ họa nó đậm hung đậm cái chất hoạt hình nên cũng mua về thử luôn. Con này thì chữ nhiều lắm, chơi là đau đầu luôn. Game platform 2D trên xuống mà nặng gần 10 GB. DOS2, hôm nào có thời gian cũng chơi lại. Ngoài game giải đố nhẹ nhàng thư giãn thôi. Con này thì mới miễn phí trên mà Epic tuần trước. Anh em là có nhận thì có thể chơi thử được đó. Thì tôi mới vô thử con game mà mười mấy phút coi cái đoạn cắt cảnh ban đầu thôi, chưa có chơi. Nhưng mà thấy nó làm từ đồ họa tới lồng tiếng tới môi trường đều được hết. Đây cũng là con game thẻ bài đó. Cái này bán demo của game gì đây ta? Ảo ma gì? Thử luôn đi. Con này con gì tôi cũng không biết nữa. Nhìn cái này thì tôi nghĩ là giải đố á. Đây. Con demo nãy tôi vừa mới coi đấy. 169 cái gì mà mới chỉnh cái là lỗi rồi. Wireless to rồi anh em ơi, game này là no. Sao vậy ta? Game này sành cái gì á, em nhìn cái màn hình nó bị thu nhỏ rồi luôn nè. Bây giờ làm sao để tăng cái tỷ lệ lên được? Quá tài. Rồi không chơi được rồi. Con game đúng là đang trong cái quá trình làm gì đó. Nhìn thì có vẻ thú vị đó. Nhưng thôi tạm thời bỏ qua đi. Đồng cái tơ con này hình như là bữa có thanh niên nào trên VOZ hỏi cái gì đó là tôi mua tôi để đây luôn. Nhớ mang máng gì. Hai con này là hình như là chung một nhà phát hành cái gì nào. Con dưới này có gì quá rồi, tôi mới bấm vô cái thử mà coi cài bản gì quá được không, thì nói chung là gì quá cũng chất lượng lắm, nhưng mà chơi thì chắc chưa chơi đâu, tại con này chơi là phải đầu tư thời gian rất nhiều để tìm hiểu game luôn, chưa kể tìm hiểu xong là nâng nghiện cái là báo nữa. Cái này 18 cộng mà online này hình như lúc trước tôi từng chơi rồi, bây giờ mua lại chắc mua trùng nữa rồi. Con này cũng đang đợi gì quá đó, mới chơi qua cái hướng dẫn đầu game thôi. Neo file con này cũng đang kỳ vọng rồi. Bản này là bản chính thức hay là vẫn Early Access thôi? Vẫn Early Access thôi. Game này giá có rẻ luôn em, chỉ 1 đến 3 tháng, nhưng mà tới giờ là gần năm rồi. Núp phép thì con này tôi mua dần để giờ chứ tôi chưa chơi. Nó dạng quản lý giống như mà con Game World đó. Anh em nào chơi thử Game World có thể thử quần này. Thì vẫn là Early Access thôi. Thời gian Early Access là lên tới 3 năm rồi. Cái roadmap họ rất là dài nha. 3 năm để làm được con game như thế này không biết lợi nhuận họ có nhiều không. Con này là con một giấc mộng.
kể về sự nghiệp của một thanh niên làm game gì đó. Tôi có đọc cái bài viết giới thiệu về con game này của thanh niên đó trên mà viết tít gì đó. Nên tôi mua tôi để lại luôn. Khi nào có thời gian chơi. Nãy giờ này đi. Này thì tôi mò mò dữ lắm. Hỏi mà mấy đồng chí giờ anh VOZ mới cài được cái bản gì quá rồi đó. Một con game là chuyên chỉ dành cho mấy anh em Weibo luôn. Đây là cái option của nó. Nhìn rất là nhỏ nha. Hay kìa. Ok chưa? Ngon. Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, không liên quan đến tổ chức hoặc cá nhân nào khác. Đấy. Thì tôi mới là bấm bấm có khoảng vài giây thôi, vừa mới chơi được có 1 phút à. Lúc đó cài thử cái gì quá giọng nói tiếng Anh. Đây là cái bản gì quá, tôi phải đào cái bản về phiên bản cũ hơn mới chơi được cái bản gì quá này. Cái gì mở nghiệm vậy đó. Rồi rồi ok, chúng ta chơi máy nha. Tên tôi xin rồi, 1 x 1 để đây đi. Đây, hello, tôi là NSN. Năm nay nó 18 cái xinh xắn. Thú vui của tôi là ở nhà là một thằng Weibo. Từ bé tới giờ, tôi vẫn luôn làm bạn với bạn đỡ phải bởi vì nếu có một ai của tôi đó, tôi cũng chẳng qua hương vị của tình yêu. Tại sao lại độc thân 18 năm nay chứ? Tôi gần gấp đôi tuổi thanh niên đó rồi đó. I want to love. Cái này là cái máy tính à? Có tiếng chuông điện thoại. 8.000 chứ chết. Cái này là như cái lễ hội nhạc game đam nè. 11 chuột phím ngáp. Hôm nay không phải ngày nghỉ, báo thức dậy mà sớm thế, đang định ngủ cái buổi sáng mà thôi, ngủ tiếp hả? Này thì ngủ. Có hẹn mấy người quen trên mạng cho cái ấn tượng. Mấy cái thằng mà chơi tới ba nó mà nó hẹn được cái trên mạng là nó không phải là dạng kém đâu. Ít ra nó còn biết ra đường chủ động tìm kiếm. Ngoài ra nó còn tự tin nó đi kết bạn nữa. Trước khi đi tắt cái điều hòa rút nguồn cái như rồi cúp cô dao luôn. Giường của mình rất mềm à. Bây giờ bắt đầu vô game tắt điều hòa lấy gì một thôi. Bạn đã nhận được cái điều khiển điều hòa để vô đây rồi, kéo điều khiển điều hòa để tắt. Ok, không ấy tín hiệu điều khiển có vấn đề, bấm vào điều khiển trong thanh dược phẩm để xem chi tiết. À có giúp vậy đây, pin nữa không? Rồi pin, không có pin. Pin trong ngăn đủ thôi. Có búp bê nữa, búp bê tình cảm nè. Có vẻ mình phải bóc ra, bóc pin nè hay bóc tem. Rồi phải lật ra mới bóc được. Rồi lấy được 2 cục pin. Game này làm chi tiết vậy ha. Ok, bấm vào điều khiển để xem cho pin vào đúng chỗ. Lật qua. Không, lật qua mới mở nắp rồi mới cho pin vô được. Thả pin vô. Giống như mình kéo vô điều hòa vậy. Ok. Này còn không lên nữa thôi, đúng rồi đó. Phải bắt ra cái nữa mới được. Cuối cùng xong, đi vệ sinh. Tự động luôn. Cái gì đó ở tường đây. Vệ sinh đi chỗ nào này đúng không? Gọn gàng thiệt chứ. Đứng gần cầu cầu sẽ nói buồn. 18 tuổi mà có gâu thì cũng hay lắm nữa nha. Tôi đó lên tới thời đại học rồi mới có tí gâu. Vậy thì sớm. Nó tèo kìa trời. Gì đây? Giống cái ví tiền quá vậy. Trời ơi, Weibo. Weibo kênh tôi có người xem anime nên chả biết. Không biết đó là cái này có thật không. Rồi ok, nói chung mình có tiền. Nổ không gió đâu vô. Tắm không? Không tắm. Đèn, máy giặt, rồi xong rồi đi ra thôi. Xả nước. Tính găng cậu câu xả nỗi buồn, xả nỗi buồn xả hoài vậy.
Trời ơi, cạo sao? Rồi, dùng tay điều khiển chuột. Cạo tóc, cạo lông mày, lông mi luôn không? Rồi, ảo vừa thôi. Rồi, đi được rồi đó. Cái mảnh phim C là phim vua, 5 mảnh nữa là phải tìm hết 5 cái đó. Hợp tiết kiệm mật khẩu ngày tháng năm sinh của mình, 01 01. Hồi nãy vô là tôi không có xét ngày tháng năm sinh. Mở được không? Không. Được cái chìa khóa này bỏ trong tủ gì vậy? Trên đây có gì nữa không? À, cái chốt cửa thôi. Đây là cái sạc dự phòng. Ok. Thì đủ 5 phát nó mới là này mở rồi. Vậy là kéo màn cửa ra được không? Không. Không chừng trong phòng mình còn vài mảnh nữa. Bây giờ mình có là như 3 mảnh rồi. 3 mảnh rồi. Trời, lấy khăn giấy làm gì? Hồi nãy mình chỉ mở cái tủ ở trên thôi. Anh em biết máy PS1 là mua phải gắn cái thẻ nhớ này vô thì mới chơi được. Cái dạng như là máy băng hồi xưa nữa. Rồi, tôi nghĩ là hết cái ý gì đây. Rồi, đi thôi. Cái nhà này như vậy không đi. Điện thoại, ví, chìa sạc. Ok, thanh niên này ra đường đúng chuẩn mà mấy tín đồ công nghệ luôn. Sao bỏ mấy món phim gu ở nhà ta? Rồi, Weibo. May không phải tin được hẹn ngộ cô gái xinh đẹp như vậy. Tôi chơi game rồi mới tin được đó. Có khi nào bị mà 3G chấp pin rồi booking ba. Anh em quẹt Tinder nhớ để ý ba cái vụ đó. Tinder bây giờ nó còn thua cái Facebook mắc nữa. Đi bộ à? Đi buýt hay đi tàu? Buýt đi, 30 phút thì đi buýt được rồi. Đây đây, lỗi từ ngày tôi giúp gì được anh, tôi là một sinh viên, có thể giúp tôi trả lời và câu hỏi không? Ok, làm cái khảo sát. Đồng ý, đồng ý luôn. Ngất. Đây, chơi tôi thiệt của mình chứ không tôi đó. Trái phải. Tôi là thử cái hai tay luôn, tay nào cũng giúp được vậy đó. Nên trái đi. Tôi nghi thằng đó lắm. Thằng đó có mùi, những sinh viên đeo cái nón quan quan. Chiếc cà phê hả? Thằng này hẹn hò gái mà nó dẫn quán quen của nó không phải quán lạ. Rồi dưới bức tranh. Lần này là anh phục vụ giống quay bồi bàn đâu. Bồi bàn là thường trong mấy nhà hàng quán ăn hơn là quán cà phê. Đó, mày nè. À không, cái này mới là dùng trí tưởng tượng thôi. Có mày đây. Bức ảnh là thiệt, có lỗ gúng đàng hoàng không nha. Anh cũng mới tới thôi, em ăn gì chưa, chưa có đề xuất nào không? Phải đúng rồi, món ăn ở đây có tiền. Vú. Có gái thì mình không nên ăn ba cái đồ chua cay. Cơm đậu phụ thì nó bình thường. Mì chay nước mắm thì lại quá vậy luôn. Tôi nghĩ ăn cơm và thịt đi. Hoặc là cơm cuộn xào bia cũng được. Mình đủ 18 tuổi thì cứ cơm cuộn xào bia. Nhưng con game này bối cảnh của nó là Nhật Bản, Trung Quốc thì thường cái tuổi uống bia của nó là 20 rồi. Ăn cái món này thì rất là nè, nên chọn món đậu. Rồi em này hồ dạng sang chảnh này. Hỏi hai câu này thì đúng chuẩn Weibo luôn, nhưng mà thằng này nó hẹn hò trên đó thì không biết có phải Weibo không. Tốt nhất định hướng nghề nghiệp trước đi.
Sau khi tìm hiểu rồi hả, tới đó bà cái biết sao cái thằng này nó cũng giết game nữa đó. Cái gì mà thấy gớm vậy? Còn chạy luôn rồi. Tất nhiên, may đi rồi. Thằng này ít ra nó vẫn còn mà chưa có nói chuyện như bậy bạ đó. Nó chỉ chưa có điểm gì nổi bật thôi. Đúng chuẩn lô sơ thiệt, nhưng mà chưa có mức lô sơ quá độ. Nhưng mà nó chưa chấp nhận sự thật đâu. Ở quán cà phê mà lại đi mua nước giải khát ở cửa hàng tiện lợi. Chào mừng, tôi có thể giúp gì cho bạn. Ok, tiền mình chỉ có 200 thôi. Mua cái này làm quá gì vậy? Cái này dạng âm bơm nhạc phong cơ bản. Là phong là cái trò như đánh bóng bàn á. Trung Quốc rất là nổi bật cái trò này luôn. Cái này xong mua được, mua trên nước. Cái tua vít vàng này tôi không biết nó có tác dụng không. Khoan khoan khoan, suy nghĩ kỹ ạ. Một cái phòng cơ bản trước đi. Ít giờ không phải biết chơi thể thao. Bóng bàn là cái môn thể thao rất là ưa chuộng của mà mấy thanh niên bên Trung Quốc luôn. Bên bản là coi như độc đấu môn bóng bàn đó. Trung Quốc chơi bóng bàn chỉ có người Trung Quốc như thôi. Cô ấy tỏi một anh hồng quang. Nói thằng này là nhìn thấy gái là nó thêm rồi. Mới bị em may cho một chú. Thằng này nhìn tươi quá à. Mắt to tròn đúng vậy mà anime vậy đó. Chơi luôn. Mình giới thiệu trước. Cái này giới thiệu trước cũng được. Nhưng mà sổ sàng lắm. Đó. Lúc mình chọn cái trên thằng này nó cũng biết mà nó giới thiệu tên nó trước khi nó hỏi. Em này dạng ít nói rồi. Cái đèn rơi xuống. Thế thôi, đương nhiên. Anh quý gói rồi xong, bay màu. Chứng minh được không? Có camera không? Không, có ông này coi như là làm chứng cho mình rồi. Ngại ra sao? Không có chi. Đứt. Có sếp không? Có sếp lựa chọn ở dưới. Rồi, ok. Tốt hả? Không, không, không. Sao tắt cái này được? À, cái nút banh này. Điểm chừng. Nhìn mặt em nói rồi, nước bọt. Người có thể chữa bằng gân. Rồi, phá đảo rồi đó. Lựa chọn đỉnh để mang. Đúng là thanh niên những chuyện thường. Tại 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 tại. Tôi chỉ thấy thử cái đó thôi. Chứ bình thường mà nói vậy là bập tay liền á chứ không có mà. Rồi ok. Thì nó ra cửa hàng. Thằng dẫn chuyện nó nghiên cứu được nó cho mình thôi. Rồi, xin tên, xin số nội chứ. Nãy giới thiệu rồi mà. Chơi game thu nhập Fingua. Fingua này là dạng như cái mô hình lắp ráp mấy con búp bê đó. Như cái tượng Gundam nãy mà năm cái mảnh mình lấy trong nhà. Waifu. Bye 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 bye. Em này thuộc dạng cẩn trọng. Rất là cẩn trọng như mày luôn. Mét cỏ Isekai vô đây là chuyển sinh đúng không ạ? Rồi em cái này thì dạng máy game sàn rồi cấp 4. Gì đây? À tam giác không? Lụm lụm lụm. Không, mình không có tương tác gì được ở đây với anh. Em này cứ coi nghe đã quá hả? Còn mấy con gà. Thất vọng quá đi.
Cái voi em này là đúng chuẩn à, mấy em lồng tiếng bên Nhật Bản, Trung Quốc luôn. Mẹ anh, có thể giúp được gì được cho cô? Chơi anh dán không? Chán khi không có đối thủ đây. Quốc, trước khi làm cái gì là đi gọi, sao không xếp được? Rồi, ok. Bây giờ mình phải đi mua sàn phải không? Lòng ngỗng, ở đây bắt đầu mình tương tác được với môi trường này. Cấm hút thuốc mẹ nó phà nãy giờ. Đang sửa chữa. Mấy anh em mà diệt quá luôn tấm hình này là rất là tâm huyết đầu tư nữa không? Tại vì lên đây là nó không còn chữ nữa. Đó là thuộc dạng vào cái mà áp xét luôn rồi. Can thiệp vào cái bộ áp xét luôn rồi đó. Mình có thể dùng cái ghế bật lên cái nắp tủ này phải không? Uống được không? Uống ra hết chai nước luôn. Rồi lên tầng trên coi thứ này. Đây đây, khách quen ở Mizen đó. Nhìn như mà mấy áo tròn này giống mấy thanh niên hoàng tộc. Hoặc là siêu đạo chích kít thôi. Cái gì? Cái này bếp ga à? Lu tráng. Bữa. Thằng máy. Rồi ok. Có nhiều quần áo bên trong là mình nhớ đến đống quần áo nha. Thì chắc là chưa có can thiệp được cái gì vô đây đâu. Bắt cái ghế lên đây được không? Máy bán vé tàu điện ngầm mà đặt trong cái cửa hàng game. Rồi được rồi. Có hai cái máy giặt. Tương tác hai cái đều như nhau. Đi tiếp thôi. Cái gì đây? Vải. Cái chủ Weibo. Mình đủ mà tiêu chai nước rồi. Phải di có chai nước được không? Còn nến. Sao lại thấp nhiều nến vậy? Tôi biết rồi. Phòng này cũng có đèn nên thấp nến. Có vẫn. Rồi. Hết giao thích thôi là một sàn, mình đi kiếm hai sàn về mới mà chiến với em kia được. Cái gu thẩm mỹ ông này cũng dị quá ha. Mình hết tương tác được rồi chắc mình đi thôi. Bây giờ kiếm đâu ra hai sàn mới là vấn đề nè. Cây cú gì giờ kiếm đâu ra được hai sàn đó. Này gì đây, cam để sử dụng. Rồi nó chat với mày rồi. Xin chào Trang, hẹn hò Sophie rất thiệt. Này nói chuyện cũng chín chu á, không có nó mất gọi là quá quy bu đâu. Cái gì đây? Holy shit. Game mobile à? À mấy cái kia mình phải lộn. Ủa? Coi ảnh này. À, những chụp em nè. Mua để làm hình làm điện thoại luôn ha. Méo gì đấy. Rồi thanh niên là thuận tay phải. Vì nãy tôi chọn cái tay trái con kia là sai à. Miku, Hatsune Miku. Em này tôi biết, chữ cà đúng không chữ kia. Này công nhận nó bệnh.
Vậy là cái này vô dụng đó. Trời đất trung pha vạn vật sinh sôi. Rồi đi bới hùng gác. Hiện tại thì chả có cái gì có tác dụng cả. Giờ làm gì nữa ta? Mình đâu có chỗ nữa mình đi nữa đâu. Hồi nãy nãy mình đưa cho nướng chỗ mới đúng. Cái ghế này không biết để làm cái gì. Rồi, có sạn đây nữa nè. Thì đủ rồi. Tương tác hai lần vô cái chỗ đó. Nãy bấm lên nó hiện xuống. Này bình cứu quả thôi. Rồi về nói chuyện với em kia được rồi. Ba điểm trước sẽ thắng. Trò này là trò bên bông hả? À mình bên phải. Thì con game này cũng giống như con game bốn bàn đó. Có đổi góc được không ta? Thì biết nào mới thắng thua. Mục tiêu. Ok. Trời gì cũng đỡ kịp nữa hả? Không lẽ để thua cho nó nhanh lắm. Ai trái chấp chính xác đầu thôi. Xong trái thứ ba nó thả mình thấy vậy đó. Cái bộ em này như mấy đứa mình. Cái này là tiếng Trung rồi. Lâu lâu chơi thôi, thời gian đâu chơi game em. Tất nhiên rồi, cô thích chơi gì? Resident Evil. Làm gì bia. Left 4 Dead. Left 4 Dead. Hôm nay là fan với chủ đề tận thế à? Người chết dâm boy không em? Cô biết kết là những cái lễ hội chiến tranh với game là ở bên bản vậy. Ghế gỗ mình đi chơi. Đây ngồi hỏi ngàn năm có một. Em này được cứu bất thần đời. Dạng dân chơi đó em ơi. Rồi ok em. Sẵn như game sáng mai. Sáng mai thứ hai đi làm em ơi. Bye bye. Vô nét cỏ chơi bạn game nó tối khuya luôn. Đi trên mình cầm ghế vô luôn đó hả? Ngồi cháy rồi vãi đái cái bộ mà phim vua của mình. Cái nhà vừa đồng hạ dông xuống, nhà của tôi đang cháy cũng vậy. Nãy giờ mình tán đi bà rồi.
bộ lại những cái mặt này như cái đồng khất vậy. Rồi ok, cũng may là còn bạn. Lên đi xuống. Đừng nói kinh dị à, kinh dị tao goodbye luôn á. Ok, vô trong nhà rồi. Tự nhiên nhãn âm muối ghê vậy. Game này thấy ghê ghê gọn gọn cho vô nhà người ta mà giá bậy không nổi con, tôi cũng muốn thử lắm. Người cái test như theo tiến độ này thì tôi nghĩ khoảng 2 tháng nữa sẽ có bản demo. Ngủ tăng lên 40 nữa. Vậy là mình thằng này chuẩn quy bu luôn, muốn thượng đảo ha. Khỏi xong rồi. Thằng này vô nhà bạn nó làm gì không được rồi. Mấy qua nhà bạn nó mà nó lục đồ thủ tán gái cho nó lịch sự ăn uống từ tốn sạch sẽ, cái tóc móng tay chân gọn gàng không quá khích, bắt cầu cuộc trò chuyện có lý do chính đáng. Cái gì bạn sẽ hấp dẫn hơn nếu biết piano đẹp trai tán gái nó lại dễ, bọn nhà giàu làm gì cũng đúng, đẹp trai giàu nó thì phải học cách từ chối gái thôi, không đẹp trai cũng giàu chơi game mà. Cảm năng sống của thanh niên này đậm chất quy bu hả, chọn cho nó thứ gì không. Thôi, bắt ra thôi. Nãy mình đi phòng phải rồi, phòng trái phá rồi. Thanh niên người qua nhà bạn nó mà phá banh nha. Cái méo gì? Thằng này nó nấu ăn hay là nó làm cái gì? Mở ra thấy có người không? Cái điểm mềm mà nó bỏ tủ lạnh. Hành, ai cho hành tôi. Sốt hơn dĩ cỏ. Thôi tốt nhất đừng mở túi đó ra. Làm tí mì đi. Rồi ok chưa? Ăn luôn hả? Mày quay nhà bạn nó mà tự tiện dữ thiệt. Tắm. Đừng bây giờ tắm nhà người đàn ông khác. Bye. Rồi tiếp tục tè. Tè cũng không được luôn. Dọn vệ sinh cho nó. Trời ơi. Ok, đập phá bánh ở nhà đó nha. Rồi buồn ngủ. Chào buổi sáng, không dám rồi đi đây. Ok, bye bye.
Rồi hôm nay là vô gia cư rồi. Rồi đi. Đi qua khu mít kết nha anh đi kìa, em chưa? Thấy đối đó là. Cái giọng em này chúng quy bu luôn. Ngày nào cũng thua cái gì. Sandwich ngon. Em này cũng biết quan tâm á. Kêu 18 chấm vi gian. Cho số điện thoại mắc gì mà quên đem. Xếp phát. Lỡ quậy banh cái nhà để. Tấm tại. Em lại đi xuống đi kìa. Đúng rồi đó, mục đích của anh đó. Nó nhìn mặt này rồi. Tới giờ chưa biết tên đó. Tên xấu à? Gò Hà. Cái này gõ cứng lên đó, cứng lên đó. Vô rồi. 18 bia. Em lại lực liền dữ ha. Cái gì đây? À hồ gái. Tập chí game. Cái này là gì? Gacor. Liên quan lắm luôn cái chơi game. Ghi co hả? Cái này là cái chủ trương gì nữa không biết nữa. Chắc là văn hóa gì bên Trung Quốc. Gì đây? Tiền à? Rồi cái khu ghi co nộp lại. Chào mừng đến đến ghi co. À đi. Em nãy là Goha còn này ha đi. Chúng tôi nhận được cái Zalo với nãy ai đó làm rồi. Có chương trình tìm chủ nhân không? Hôm nay có cái người bạn cứ để cho tôi rồi. Thank you. Nó như 1, 2, 3, 4. Khẩn cấp, khẩn cấp. Chúng tôi nhận chiếc vali. Tới ghi coi để nhận lại. Cảm ơn nó nha, chúc một ngày tốt lành. Rồi. Ok. Ai đấy, ai đấy. Giống mà tin Trung Hoàng quá vậy. Cái thằng mà trong cái quên bi á. Sự tự nhiên với tình người quá vậy ta. Tụi mình là chủ nhân của nó. Màu xám cái tay cầm rồi phối hợp ba thanh niên này nghe thôi á. Tên là Hán. Hán. Hỏi tên là Hán luôn. Gì đây? Chào quý vị khán giả. Chào mừng đến với show anime được mong đợi nhất hôm nay. Tiếp đến chúng ta sẽ có những màn trình diễn rất thú vị đang chờ quý vị. Đừng đi đâu cả. Không phải muốn tìm cái giờ ly sao? Nghe không hợp lý nên rất là thuyết phục. Bất like. Đây là Cloud với hình chấm ở đâu thiếu cái dòng viết ở đây nha. Cứ như bước ra thì trong game vậy mà. Game này là game Weibo đó mà. Final Fantasy. Final Fantasy 16. Đây là Noguta. Nhưng mà Lee Foot. Không có gái hả? Còn được không? Còn để những hình này. Yamato Musume múa dài đường quyền cho mọi người xuống đất. Idol gì mà được không vậy? Yamashita. Đây 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 hàng nãy đây. Nó đó.
Người không bắt được ta đâu. Không thử cho biết. Chưa đọc từ cuốn tạp chí game nữa. Là tôi gọi cho VIP à. Cô cậu chơi nhanh quá, thanh niên này cao kiều mà thêm cái ngôi sao cũng nhiều nữa chứ. Chia nhau ra tiền. Thanh niên này bị NTG rồi. Mình không được quyền chọn luôn, chứ chọn đi vô NTG thứ đó. Hôm nay tối quá. Thử cái này xem. Cái gì đây? Cái đèn lát à? Cái đèn lát thả vào mình màn hình để kích hoạt đèn. Thấy gì đáng ngờ thì bấm vào nó. Ok. Cái gì? Cái gì chạy gì? Rồi, thấy rồi. Nó đưa cái giò đó nghe không? Trả về đi đây. Đấm thiệt không? Còn gì trong đó không? Rồi to, đập tới mắt kiến nhỏ luôn. Nó rớt cái máy gì đây, máy thu âm hả? Đây có rồi nè, rồi mất con nữa rồi, 200 triệu. Thành niên nãy đúng đề vào luôn. Vậy sao hối tiếc nếu bỏ lỡ những tác phẩm nghệ thuật này. Tiếp theo vật phẩm ngày đấu giá hôm nay chính là tác phẩm của mình vẽ nãy nè. Thực tác. Triệu. Ok, 600. Dạo rồi anh em ơi. Con game luôn mà bán được nhiều bản này thì thôi bay màu luôn. 10 tỷ đã có người giá 10 tỷ cho Kitak lần này, 10 tỷ lần thứ nhất, 10 tỷ lần thứ hai. Coi. Thành giao. Anh Liên nào đây? Từ là CC, một nhà phê bình nghệ thuật chuyên nghiệp, tác phẩm giá trị cực cao. CC, gọi là OI2, cũng là một nhà sưu tập nghệ thuật. Mận việc, không có thể tham gia đấu giá, có thể mua lại bức tranh chứ. 10 tỷ. Chưa dĩ dân kiếm lại 40 tỷ rồi. Thấy không? Tôi không có thói quen mua con Finger đó. Finger một mắt, mau một mắt thôi. Cô gái đi với anh chàng mặc đồ xanh. Tôi không cứ ý lắm, những quần xanh bên cạnh thôi. Một tàu rơi con Finger đó. Bọn sale mua một phần một tính tiền hai. Ok. Bữa bữa những cái đồ quý hiếm bậc nhất. Không đáng để mắc. Tiếp xúc với bọn giới nhà giàu không à. Hay em vui vui à. Em vui vui kìa. Nói chuyện fan nạt. Fan nạt là dạng như tự vẽ đó. Mình sẽ kinh doanh bán sản phẩm của mình ở đây. Mấy họa sĩ nghiệp dư thường đi lên từ cái nền fan nạt rất là nhiều. Ok. Cảm ơn. Nổi trên đường nước soi nước soi. Đây, tay mèo. Có thể sơ tư tới thằng gì? Tác giả có đâu gì? Gì là như những cái tác phẩm là tự viết nãy đó. Nếu tác phẩm của tôi các bạn có thể xếp hàng đúng một chút. Đây là video bán hàng đây có ngày hôm nay. Thì vệ sinh cũng có. Rồi ok. Của mình mối nào mới cho nó, hai người đây rất là bận biểu luôn nên không phải hai là hai người mua con Finger 200 triệu đâu. Sao mà gì hổng gì nào, đây làm gì đây? Tôi là thôi xếp cái dạng viết chỗ này là trên mấy cái diễn đàn ẩn danh nào đó hay dùng cái chữ hình cái gì để làm nghi ngờ con người lấy 200 triệu. Một người đàn ông, chăm chăm đàn ông, chứng minh đi. Nó làm gì đó. Rồi ok.
Mình vừa biết nó làm cái gì luôn đó nhưng mà không muốn miêu tả thôi. Máy dầm đã sẵn sàng, nó một số manh mối rất quan trọng. Nghe đi. Bíp. Tôi lấy được cái vali có nhiều tiền, chia 200 triệu tên đầu hói đi không. Nó đầu hói nên chẳng có sợ nào. Ok. Mối đầu hói. Kyo Advan G 2016 cái đồ kinh dị của nó xưng cái tên là Kyo. Thiết kế rồi cũng đậm chất nghệ thuật điện ảnh quá à. Tên Tác La nè, là cái mà nghệ thuật của mấy xúc tu á. Rồi mày đổi tóc giả nhìn chắc không? Mấy ngón. Đây con Vingu một mắt, nó là của ai? Em lắm, tôi một câu hỏi tự nhiên kinh vua một mắt mình kêu có ai của tôi gọi hiểu rồi đó. Vấn đề là đây tôi nghĩ ngày ngầm rồi, vua tôi mới mua rất lâu. Giả cái gì còn gì nữa, chứng cứ hình vật phẩm vào đây, nhìn thứ này mà xem. Mua một thăng một tính tiền hai. Còn phi vua gì nữa coi. Tại sao cô lại nói dối? Cô ta đang cung. Bằng chứng quá thuyết phục. Kẻ vô trá chính là cô. Tôi coi có cái gì để coi trên sóng không? Rồi, tiếp tục game thôi. Anh vui tính quá, tôi sẽ nhận. Trong này thì không có nhận tiền lương rồi. Tôi nghĩ là trong cái tờ báo này. Hoặc là dùng cái này để chứng minh. Đó, đối mặt cái cùng khủng hoảng quá sản này làm gì có nổi mức lương 200 triệu. Rồi, ok. Hoặc là dùng cái ghi âm là nói đại về cái đầu trọc rồi lột cái tóc nữa thì ra cũng được. 200 triệu mà 2 ngày lương rồi. Bạn trai tôi là lập trình viên, bộ lập trình viên là giàu á, anh đây là nghèo đói móc mồm nè. Anh không phải lập trình viên nhưng anh nhớ rất là đói. Cũng mò mò làm game chứ không phải là dân công nghệ, nên đói gắt rất là nhiều luôn. Mỗi cái này thôi. Cô nói dối hay không cũng không quan trọng nữa. Hãy nghe đi. Tiếp. Rồi, tóc giả. Cô đang đổi tóc giả, cô bị hối đúng chứ? Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua rồi thôi xong. Tóc giả thường nó dính vô đầu rất nhiều luôn chứ không dễ bay như thế này đâu. Nhìn mặt em nói rồi như trái đầu bí ngô giống nghịch quả trứng luôn. Anh em có coi mà Kim Bình Ma chưa? Là những đội chia nhà 50. Mới vừa mua xong mà đem trưng bày này. Khác gì lại ông đó buổi này không? Có được hắn chưa? Được rồi nào. Thanh niên này cũng đậm chất kinh doanh quá ha. Đúng là tên Hán có khác. Vì vậy anh bỏ túi 200 triệu nữa. Tự nhiên cả hai đứa đều bị đau bụng vậy. Tự động luôn. Đâu dây dây dí dỏi. Dây sinh đâu. Kinh cho. Hay quá. Còn gì thoải mái mà ghế đá kịp thời thì. Cái gì đây động đất nha. Hồi nãy động đất là rớt bóng đèn đầu tiên á. Đi nhà vệ sinh bay luôn kìa.
đầu của tôi, chuyện gì xảy ra vậy, đây đâu ị không muốn éo yêu nữa, có giác à, đang ngồi mồm gầu bay thẳng lên trời, sao có em lại ở đây nữa. Đại ca năm hết lại con Gotato rồi. Gotato là con này nè. Nó game cũ game mới tôi chả nhớ nè. Đây đây đây, Gotato nè. Anh em nào muốn chưa có chơi game này có thể chơi qua thử đi. Có cái giải trí thú vị luôn. Cái lối bui nó rất là nhiều cái phong cách bui khác nhau nữa. Thì con này mới là ra cái bản hoàn thiện gần đây thôi, ngày 23 tháng 6. Cái này khoảng 2 tuần. Thì cũng đâu rồi tôi không có thời gian chờ đợi nên không biết update gì không. Thực ra con game này rất chất lượng, giá không rẻ nè, họ ra từ cái bản Early Access lên đầy đủ luôn mà không tăng giá nhiều hết, tại vì đơn giản là con game này nó quá thành công rồi. Thanh niên này dev có hai con game mà con nào cũng khủng khiếp hết thôi, nhìn cái đơn giản vậy chứ là anh em có thể bui rất là nhiều thứ, vừa nó yêu cầu vừa game hành động kỹ năng á. Hôm nào có thời gian tôi cũng chơi thử con này, giải trí chiều chiều một tí. Bây giờ thì làm game cả ngày nên là cũng bận lắm, buổi tối rảnh là mới bận làm game tí. Cái dự án thì cũng chắc khoảng là 6 tháng đến năm nữa mới xong, nhưng là tiếp tục game thôi. Sao anh biết? Đâu là một giấc mơ. Nhìn cái này là chắc ra ngoài vũ trụ luôn đó. Game này nó bự áo ma lắm kìa, chứ đất là châu Á mình nè, không có đường lưỡi bò nha. Em này gầu guốc nha, đậm chất quy bu luôn. Đây là trái đất đúng không? Chúng ta đang ở trong game. Đại chúa trên cao, ông sao soi sáng. Quái, quái sao má. Nhưng mà tạo hình cũng độc đáo ha. Vì em là nhân vật chính, bản thân tôi cũng là vậy. Nhõm nhẽo rồi. À, thú bên cạnh thẳng á. Nhân tiện bỏ thú luôn đi em ơi. Nói là làm thiệt hả? Ờ, cũng vậy thôi. Thanh niên này có bao giờ hút thuốc đâu mà biết. Rồi ok, bắt đầu chiến dịch tìm kiếm gì để đố. Chúng ta có một cái ống và một cái nút, nhấn cái nút này chắc bay màu luôn á. Quái quỷ gì vậy, nặng mùi quá. Có nút đỏ ở đây, tao bấm thử xem. Sự khi bấm cống hút muốn ăn cái gì đó vậy. Là sao? Đây là cái bồn cầu. Rồi đi 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 đi. Bị bắt rồi, đây có cái lỗ không phải thoát ra ngoài. Bức tường bằng kính, cách duy nhất đây đập vỡ đó. Cứng quá, kính chống đạn à. Em mày khóc rồi. Từ từ em, để anh suy nghĩ. Trái đất phải vượt qua chữ đất này nha. Trường ơi, suy nghĩ gì mà ngốc nghếch vậy. Rồi đúng rồi, lỗi của anh đó. Thực ra mình mới là nạn nhân đó, nhưng trong trường hợp này là không nên gã nhau với phụ nữ. Thanh niên ngoan tin nhìn nên nó dễ là rất là đơn giản luôn. Cặp mắt này là giống của anh Minh Man nè. Alien để nó cho mình ăn rồi, ai nói được thì vẫn năm ngón được đủ bình thường. Nó xuyên qua kính rồi nó nuôi mình như là con phép vậy đó. Nhìn cũng ngon quá nhá, cái này bình thường à, chung bổ dưỡng đầy đủ dinh dưỡng luôn. Trời đánh tôi tối ăn đi em ơi, em này là cũng hơi bị chế em á. Ăn em không ăn, anh ăn luôn à.
Đi. Cái này mày nhét vừa cái lỗ hả? Không biết. Một ngăn bí mật nhưng không có gì trong cả. Hình như giảm gì gì đó trong suốt. Rồi lấy cái máy lát chụp. Thật tuyệt vời. Công nghệ của ai lên? Cờ lê vũ trụ. Thật đây phải không? Cái gì vậy? Cho nó ăn thôi. Ủa? Đang chỉ bằng hai phát cắn. Thanh niên này là bế bảo quá ha. Ăn nữa không? Ăn nữa cho ăn nữa nè. Đây là game giải đố em ơi, à. Em cứ tin tưởng anh. Từ em đã nói đúng câu vừa nói rồi. Chơi game giải đố nhiều quá anh não hay gì à? Thì thử sao biết. Bà chi em này mới thằng đói xong không ăn cái giờ gì mà đói chú không chết được em ơi, mới ăn cái bánh sandwich thì 30 phút trước mà em này như ma bư vậy à? Cái voice action voice actor cho em này lồng tiếng chính chu quá không. Thường cái mô típ của mấy game châu Á mình á, cái nhân vật chính của mình là không bao giờ nói ra tiếng hết, thi thoảng được trò chuyện giao tiếp là cao nhất rồi chứ không có phát âm ra cái tiếng bản thân của mình đó. Khi mình nhập vai thẳng vào một nhân vật đó, chứ thì nó cho mình cảm giác nhập vai nhiều hơn thay vì do cái mình cảm giác điều khiển nhân vật khác. Cắn luôn gặp phải em này. Còn nhiều con Pikachu nữa. Cay rồi, anh này làm cay rồi. Nắp chỗ nào mà nắp vô cái chỗ chấm than này là thấy khó rồi. Như ở đâu? Không biết. Thì trước tính sao thoải mái hả? Đi vô thoải mái chung chiến thích. Ok đều đều tôi bị đau vai không làm gì được. Giật 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 dẻo em nó chơi luôn rồi. Em này nãy dạng lực điền á, lúc nắm tay mình mà cái tay nó móp luôn. Qua đây. Hai cái tay sao giống nhau được. Giống cái đầu anh á. Em này cái cổng là nó phải. Đó. Chuyện chứng bình. Rồi toan mẹ ơi. Chân này đỏ. Quên động rồi. Não đi, ok, dịch sợ. Bấm sao? Phản đòn Pagi. Pagi nè. Ok thắng rồi. You win bài 2. Cái gì đây? Dẫn chuyện. Bình tĩnh, tôi không phải người xấu. Tôi là thằng dép thôi. Dẫn chuyện này là thằng dép game á.
chữ trái đất nghĩ với qua luôn mày. Cái gì đó sai sai rồi. Anh em có coi phim hay lần không? Rồi đó, con thò ra cái con kèo cặp. Ma bư á, ma bư chiến sinh á. Tiếp. Trời. Cái này chắc xanh màu quá. Đỡ gì mà không được ta. Oh, thua trắng 0-3 luôn. Rồi xong rồi. Làm lại. Ủa, đi luôn hả? Vậy là nó bắt mình phải đua rồi. Thùng gác khổng lồ đang ăn mấy cái UFO đang tới đu gác. Người vũ trụ hơi dân minh. Cho nhận 3 phút gác bắt đầu dẫn chiến. Mới đi tạm thời đóng lại over. Biết đổ gác mà thông báo cho anh nghe đi. Bản hiệu bảo vệ môi trường không được gây ô nhiễm trong không gian. Đúng. Rồi ok. Đúng. Cái này cho đôi xanh màu quá. Đúng luôn. Có. Không. Đúng. Đúng. Nó người ngoài hành tinh nên không. Rồi không được rồi. Lũ đảng đó. Nó người ngoài hành tinh mà nó cho nói là con người là thông minh nhất hả? Lẹ đi. Rất thông minh chứ không phải thông minh nhất, nãy tôi đọc ẩu lũ đảng nó lần thứ tư rồi đó, đừng trách anh vô tình. Rồi làm lại ok. Bon chu bon hai cái chu à, cái chuột à, nhìn bẩn vãi siêu giỏi thế nhỉ. Đúng là cái tầm vũ trụ không bắt đây đâu. Phòng giam cái là lành khác. Ngô Hà có đây không? Đây nào phải không? Ngô Hà tỉnh dậy em ơi. Dậy em. Sao giờ ta? Ồ, dây điện bị đứt. Dùng bản thân mình làm cầu nối dây điện hả? Tôi chưa bấm cái nút nữa. Thường cái game design á, nó sẽ cho tôi bấm cái nút nó không hoạt động và tôi mới coi đến cái dây điện đó, nhưng nãy lỡ bấm vô luôn rồi. Rồi end game, chúng ta kết thúc trò chơi đây. Ai mà không xếp hồi nãy là chết luôn rồi.
Nãy giờ bắn mấy con này dưới thù lòng luôn rồi. 30 giây. Đoạn nãy là sao ta? Tôi sai lầm chỗ nào? Có khi phải thả mấy con này ra. Rồi xong. Bản này ra nó ăn thịt mình. End game nói. Đánh không được khi cháy. Đánh không được khi chạy thôi. Tốt bụng là một cái tội. Thiên Dung, qua lấy đi. Hồi nãy mình thả con này hang này ta. Vậy là phải đấu dây điện ngay trước. Tắt cầu giao điện mới đấu dây điện. Rồi không được luôn. Vậy là sao ta? Thả con này ra thì không được. Tôi nghĩ là thả hai con kia trước rồi thả con này ra cho nó ăn nhau á, nhưng mà không được. Sai rồi. Cái bú bao độc sô-la đơn giản, đi sớm ăn gì. Thôi ok, làm lại nó vẫn ra kéo này. Giờ mình chọn búa hay nó ra cái gì, nó ra bao. Chọn cái nào cũng vậy thôi. Chịu, phải lấy tiền cho con này. Lấy tiền cho con này tôi không dây điện cho nó sửa. Nó mới chơi bẩn. Biết ngày người tốt mà. Một đồng ánh sáng như ánh sáng mặt trời vậy. Tưởng nói nó ăn xong rồi nó gà cái đường mông đó. Không không không, cũng đỡ.
Tích điện tí nha anh em. Ha ơi, anh đến đây. Đến đây Goha. Cô ổn chứ? Tôi đến giúp cô đây. Tỉnh dậy hơi mình thú quắc. Thanh niên này sim rồi đó. Em nói giàu rồi. Mắt nhục luôn. Anh phải chuyển sinh 4 năm lần mới cứu được em á. Rồi bình tĩnh quy buồn. Buồn nha. Con này đa năng dữ thiệt. Con ai lạnh nó hỏi mình. Nhanh lên, nhanh mẹ lên. Rồi sao ghi. Cái hố phân mà. Đúng rồi đó. Cách tán gái hiệu quả nhất là cùng với bác cái người mà anh tin. Con này chắc nghỉ đây thôi. Chúng ta sắp về được trái đất này. Rồi vô thì. Thoát được thôi gớt à. Cứ tập. Rồi ok. Rồi mai anh tìm cách cứu xong. Hôm nay thì nghỉ đây thôi. Tôi có phải xếp một. Bye bye anh em. Giờ khuya rồi.